Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là quý vị và các bạn cũng đã nghe nói nhiều đến cây dạo cổ lam là một loại cây thuốc quý mọc rất nhiều ở khu vực miền Bắc Việt Nam. Và thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết rất nhiều những sản phẩm được chế biến từ dạo cổ lam như trà dạo cổ lam, nước uống đóng chai dạo cổ lam. Và ngày hôm nay, Ốc Thanh Vân và Quốc Thuận, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm khác cũng được chế biến từ cây dạo cổ lam nhưng ở dưới dạng viên nang, đó chính là sản phẩm Thiên Bảo Dạo Cổ Lam. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam là công trình nghiên cứu nhiều năm của tiến sĩ Phạm Thanh Kỳ. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam, ngoài thành phần chính là dạo cổ lam thì còn có thêm sự kết hợp của cao khô chè dây. Sự kết hợp giữa hai thành phần dạo cổ lam và chè dây đã tạo nên hiệu quả tuyệt vời cho sản phẩm này. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam điều hòa chuyển hóa lipid, hạ mỡ máu, ổn định huyết áp, phòng ngừa và giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ, giúp ăn ngủ tốt. Wow! Ốc Thanh Vân có thể giới thiệu cho quý vị biết là tại sao Thiên Bảo Dạo Cổ Lam lại có nhiều công dụng đến như vậy? Được chứ, anh Quốc Thuận biết không? Thực ra cây dạo cổ lam đã có lịch sử từ rất lâu đời rồi. Và ngoài tên gọi là dạo cổ lam thì loại cây này còn có một cái tên gọi khác, đó là cây trường sinh hay cỏ thần kỳ. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam có tác dụng điều hòa chuyển hóa lipid, hạ mỡ máu, ổn định huyết áp, phòng ngừa và giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ, giúp ăn ngủ tốt. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam điều hòa chuyển hóa lipid, hạ mỡ máu, ổn định huyết áp, phòng ngừa và giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ, giúp ăn ngủ tốt. Sản phẩm độc đáo từ Home Shopping Việt Nam, ngày uống 2 viên, chia làm 2 lần, sử dụng thường xuyên để có được tác dụng lâu dài. Theo Quốc Thuận được biết thì trong Thiên Bảo Dạo Cổ Lam có tới 2 thành phần. Ngoài những gì mà Ốc Thanh Vân vừa giới thiệu về cây dạo cổ lam thì còn có một thành phần rất quan trọng không thể thiếu, đó chính là chè dây. Thôi thì Thanh Vân luôn tiện đây hãy giới thiệu cho quý vị biết thêm thông tin về loại chè dây này. Thưa quý vị và các bạn, chè dây đã được sử dụng từ rất lâu trong dân gian và đặc biệt là được sử dụng nhiều ở khu vực miền Bắc Việt Nam. Người ta thường rửa sạch, phơi khô, chặt nhỏ chè dây ra, pha thành trà uống thay cho nước uống hàng ngày. Nước chè dây thì có vị hơi đắng, nhưng mà khi uống xong á, thì lại để lại một vị ngọt rất dễ chịu. Nhưng mà anh Quốc Thuận ơi, trên thực tế thì có rất ít người biết được tác dụng hiệu quả của chè dây đó. Chè dây có tác dụng giúp tiêu hóa tốt, dễ ngủ, giúp chữa bệnh đau dạ dày, ngăn cản sự khởi đầu của ung thư. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam là công trình nghiên cứu nhiều năm của tiến sĩ Phạm Thanh Kỳ. Như vậy là sự kết hợp 2 trong 1 đã tạo ra một sản phẩm thực sự tuyệt vời mang tên Thiên Bảo Dạo Cổ Lam. Đây là một báu vật đến từ thiên nhiên, giúp làm giảm các nhân tố gây bệnh tiềm ẩn như là ổn định huyết áp, làm giảm mỡ trong máu, giúp gìn giữ nâng cao đời sống của người sử dụng. Trong mỗi hộp Thiên Bảo Dạo Cổ Lam gồm có 60 viên nang mềm rất dễ sử dụng. Chúng ta sử dụng theo khuyến cáo 1 ngày 2 lần, 1 lần 2 viên. Đây là một sản phẩm đến từ cây cỏ thuần khiết nên quý vị hãy an tâm khi sử dụng, không có tác dụng phụ. Chúng ta hãy sử dụng lâu dài để được trường thọ. Dạo cổ lam còn gọi là cây thất diệp đỡm, cây trường sinh. Từ xa xưa đã được sử dụng cho vua chúa giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và làm đẹp. Dạo cổ lam bắt đầu được đưa vào nghiên cứu năm 1976 ở Nhật Bản. Việc phát hiện ra cây là do tình cờ nghiên cứu một bộ lạc sống trên núi cao có tuổi thọ trung bình 98 tuổi, mà nguyên nhân là do người dân trong vùng thường xuyên uống nước cây này. Giờ đây, dù không phải là vua chúa, mọi người vẫn có thể sử dụng dạo cổ lam một cách dễ dàng. Thực phẩm chức năng Thiên Bảo Dạo Cổ Lam do công ty dược phẩm Đông Á phân phối. Cuộc sống bận rộn, áp lực công việc gia tăng, con người không có nhiều thời gian chăm sóc cho sức khỏe của chính bản thân mình. Tuy nhiên, giờ đây, với sự ra đời của Thiên Bảo Dạo Cổ Lam sẽ giúp các bạn bớt đi nỗi lo về mỡ máu, giúp bảo vệ thành mạch, giúp ổn định huyết áp, chống lão hóa, giúp ăn ngủ tốt. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Bảo Dạo Cổ Lam được sản xuất bởi công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex và được phân phối độc quyền tại Việt Nam qua công ty dược phẩm Đông Á. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam điều hòa chuyển hóa lipid, hạ mỡ máu, ổn định huyết áp, phòng ngừa và giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ, giúp ăn ngủ tốt. Sản phẩm độc đáo từ Home Shopping Việt Nam, ngày uống 2 viên, chia làm 2 lần, sử dụng thường xuyên để có được tác dụng lâu dài.
Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là quý vị và các bạn cũng đã nghe nói nhiều đến cây dạo cổ lam là một loại cây thuốc quý mọc rất nhiều ở khu vực miền Bắc Việt Nam. Và thưa quý vị, chúng ta cũng đã biết rất nhiều những sản phẩm được chế biến từ dạo cổ lam như trà dạo cổ lam, nước uống đóng chai dạo cổ lam. Và ngày hôm nay, Úc Thanh Vân và Quốc Thuận, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm khác cũng được chế biến từ cây dạo cổ lam nhưng ở dưới dạng viên nang, đó chính là sản phẩm Thiên Bảo Dạo Cổ Lam. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam là công trình nghiên cứu nhiều năm của tiến sĩ Phạm Thanh Kỳ. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam, ngoài thành phần chính là dạo cổ lam thì còn có thêm sự kết hợp của cao khô chè dây. Sự kết hợp giữa hai thành phần dạo cổ lam và chè dây đã tạo nên hiệu quả tuyệt vời cho sản phẩm này. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam điều hòa chuyển hóa lipid, hạ mỡ máu, ổn định huyết áp, phòng ngừa và giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ, giúp ăn ngủ tốt. Wow! Ốc Thanh Vân có thể giới thiệu cho quý vị biết là tại sao Thiên Bảo Dạo Cổ Lam lại có nhiều công dụng đến như vậy? Được chứ, anh Quốc Thuận biết không? Thực ra cây dạo cổ lam đã có lịch sử từ rất lâu đời rồi. Và ngoài tên gọi là dạo cổ lam thì loại cây này còn có một cái tên gọi khác, đó là cây trường sinh hay cỏ thần kỳ. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam có tác dụng điều hòa chuyển hóa lipid, hạ mỡ máu, ổn định huyết áp, phòng ngừa và giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ, giúp ăn ngủ tốt. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam điều hòa chuyển hóa lipid, hạ mỡ máu, ổn định huyết áp, phòng ngừa và giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ, giúp ăn ngủ tốt. Sản phẩm độc đáo từ Home Shopping Việt Nam, ngày uống 2 viên, chia làm 2 lần, sử dụng thường xuyên để có được tác dụng lâu dài. Theo Quốc Thuận được biết thì trong Thiên Bảo Dạo Cổ Lam có tới 2 thành phần. Ngoài những gì mà Ốc Thanh Vân vừa giới thiệu về cây dạo cổ lam thì còn có một thành phần rất quan trọng không thể thiếu, đó chính là chè dây. Thôi thì Thanh Vân luôn tiện đây hãy giới thiệu cho quý vị biết thêm thông tin về loại chè dây này. Thưa quý vị và các bạn, chè dây đã được sử dụng từ rất lâu trong dân gian và đặc biệt là được sử dụng nhiều ở khu vực miền Bắc Việt Nam. Người ta thường rửa sạch, phơi khô, chặt nhỏ chè dây ra, pha thành trà uống thay cho nước uống hàng ngày. Nước chè dây thì có vị hơi đắng, nhưng mà khi uống xong thì lại để lại một vị ngọt rất dễ chịu. Nhưng mà anh Quốc Thuận ơi, trên thực tế thì có rất ít người biết được tác dụng hiệu quả của chè dây đó. Chè dây có tác dụng giúp tiêu hóa tốt, dễ ngủ, giúp chữa bệnh đau dạ dày, ngăn cản sự khởi đầu của ung thư. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam là công trình nghiên cứu nhiều năm của tiến sĩ Phạm Thanh Kỳ. Như vậy là sự kết hợp 2 trong 1 đã tạo ra một sản phẩm thực sự tuyệt vời mang tên Thiên Bảo Dạo Cổ Lam. Đây là một báu vật đến từ thiên nhiên, giúp làm giảm các nhân tố gây bệnh tiềm ẩn như là ổn định huyết áp, làm giảm mỡ trong máu, giúp gìn giữ nâng cao đời sống của người sử dụng. Trong mỗi hộp Thiên Bảo Dạo Cổ Lam gồm có 60 viên nang mềm rất dễ sử dụng. Chúng ta sử dụng theo khuyến cáo 1 ngày 2 lần, 1 lần 2 viên. Đây là một sản phẩm đến từ cây cỏ thuần khiết nên quý vị hãy an tâm khi sử dụng, không có tác dụng phụ, chúng ta hãy sử dụng lâu dài để được trường thọ. Dạo cổ lam còn gọi là cây thất diệp đởm, cây trường sinh, từ xa xưa đã được sử dụng cho vua chúa giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và làm đẹp. Dạo cổ lam bắt đầu được đưa vào nghiên cứu năm 1976 ở Nhật Bản. Việc phát hiện ra cây là do tình cờ nghiên cứu một bộ lạc sống trên núi cao có tuổi thọ trung bình 98 tuổi, mà nguyên nhân là do người dân trong vùng thường xuyên uống nước cây này. Giờ đây, dù không phải là vua chúa, mọi người vẫn có thể sử dụng dạo cổ lam một cách dễ dàng. Thực phẩm chức năng Thiên Bảo Dạo Cổ Lam do công ty dược phẩm Đông Á phân phối. Cuộc sống bận rộn, áp lực công việc gia tăng, con người không có nhiều thời gian chăm sóc cho sức khỏe của chính bản thân mình. Tuy nhiên, giờ đây, với sự ra đời của Thiên Bảo Dạo Cổ Lam sẽ giúp các bạn bớt đi nỗi lo về mỡ máu, giúp bảo vệ thành mạch, giúp ổn định huyết áp, chống lão hóa, giúp ăn ngủ tốt. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Bảo Dạo Cổ Lam được sản xuất bởi công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex và được phân phối độc quyền tại Việt Nam qua công ty dược phẩm Đông Á. Thiên Bảo Dạo Cổ Lam điều hòa chuyển hóa lipid, hạ mỡ máu, ổn định huyết áp, phòng ngừa và giảm nguy cơ tai biến, đột quỵ, giúp ăn ngủ tốt. Sản phẩm độc đáo từ Home Shopping Việt Nam, ngày uống 2 viên, chia làm 2 lần, sử dụng thường xuyên để có được tác dụng lâu dài.